Phần tiếp theo đó là chúng ta phải uh, uh, join các máy tính client vào domain, phần gọi là gia nhập các máy tính vào domain. Thế tại sao chúng ta phải join vào domain? Tại sao phải join các máy client vào domain? Khi chúng ta join nếu mà chúng ta không join các máy tính client vào domain thì chúng ta sẽ không thực thi được các chính sách trên domain với với các máy tính đó. Chính vì vậy chúng ta muốn là uh, thực muốn là các máy tính bị uh, áp đặt các chính sách trên domain thì chúng ta phải gia nhập các máy tính và đó vào domain. Thế để gia nhập vào Ví dụ như là sau khi chúng ta gia nhập vào các máy tính và domain thì chúng ta có thể hạn chế hoặc là chúng ta có thể áp dụng một số chính sách, một số policy si chính sách trên cái máy tính đó. đó. Ví dụ một số chính sách trên máy tính đó. để mà gia nhập để để gia nhập vào các máy tính và domain thì chúng ta nó giúp chúng ta quản lý tập trung chúng ta chỉ việc để thay vì việc quản lý các máy tính chúng ta chỉ việc quản lý trị trên domain thôi chúng ta không phải đến tất cả mọi máy tính chúng ta quản lý ví dụ số lượng máy tính 100 máy tính chúng ta không cần đến 100 máy tính chúng ta quản lý mà chúng ta chỉ cần quản lý trên một máy chủ domain controller. Thứ hai là chúng ta uh, muốn gia nhập được uh, domain ý, thì chúng ta phải uh, trên cái máy trên cái máy client chúng ta phải đặt Điện đặt địa chỉ D uh, của DNS của domain controller phải đúng với địa chỉ của domain controller và chúng ta phải nhập tên vào domain. Thì ở trong mục này thì các bạn vào trong mục đổi tên máy tính, các bạn trong mục member hợp các bạn chọn một domain, các bạn nhập tên đúng cái tên domain này. tuy nhiên để domain này nhận dạng được thì các bạn trên cái máy tính của các bạn, các bạn phải đặt dns, địa chỉ ip của dns phải trùng với tên của domain thì nó mới phân giải được cái tên cái tên uh, tên domain này. sau đó các bạn ấn ok. thế sau khi các bạn ấn ok thì là hệ thống để máy tính này muốn gia nhập vào domain thì hệ thống nó sẽ yêu cầu một cái tài khoản trên domain thì các bạn nhập một cái tài khoản bất kỳ trên domain nào lên chính xác thì là hệ thống nó sẽ cho phép cái máy tính này do nhà hệ thống ví dụ chúng ta có thể dùng một, một tài khoản là dũng nv ở uh, trên cái domain đấy các bạn là ok thì sau khi nó chứng thực xong đúng tài khoản dũng và mật khẩu đúng thì nó sẽ cho chúng ta cái máy tính của chúng ta gọi do là domain như vậy là hệ thống yêu cầu xác thực qua một tài khoản qua domain thì muốn chúng ta muốn join do vào domain thì chúng ta phải có một cái tài khoản trên domain thì máy tính đó mới do vào domain được sau đó khi join do domain xong thì các mẹ chúng ta phải khởi động máy tính